Khánh Vân lên tiếng về tranh cãi khóc nức nở khi nhiễm Covid-19. Mọi người không phải làm quá lên đâu. Mới đây, Trà Long, mắt biết Khánh Vân đã mở buổi livestream dài 10 phút giải thích tường tận về việc khóc nức nở khi nhận kết quả dương tính với Covid-19. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân. Giữ thái độ vui vẻ, lạc quan, nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi đã chính thức bị F0 vào ngày hôm qua 8 tháng 3. Tôi có đăng lên TikTok quay cho vui thôi, kiểu tâm lý bị bệnh mà. Và rồi F0 vào chúng ngày 8 tháng 3 thì giả vờ khóc lóc, mè nheo vậy thôi, chứ F0 bây giờ bình thường mà. Có gì đâu, chẳng qua là tôi quay cho vui thôi. Mà mọi người làm quá, tôi đang ngoan ngoãn cách ly. Hôm qua quay cho vui thôi mà thấy mọi người tranh cãi nhiều quá thấy hết hồn nhẹ. Bây giờ ai còn sợ F0 nữa, có thuốc chữa rồi mà. Với lại cũng trích 3 mũi rồi nên uống thuốc vài hôm là sẽ hết thôi. Mọi người không phải làm quá vấn đề. Vậy là bữa giờ đi học diễn xuất cũng có cái xài được đúng không? Không hề giả chân một miếng nào cho nên mọi người nghĩ Vân rất bánh bèo, công chúa. Bây giờ Vân rất bình thường luôn. Mọi người đừng làm quá. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe. Bây giờ F1, F0 đầy đường. Hôm nay livestream cho mọi người thấy Vân rất khỏe, vẫn rất vui vẻ. Mọi người không nên lo lắng, tranh cãi, không phải làm quá mọi chuyện lên đâu. Vì Vân rất bình thường. Vì F0 ai cũng bị rồi hoặc trước sau gì cũng bị. Mọi người cũng giống như Vân đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Không có sao, sẽ khỏe lại thôi. Vân không lo lắng, cũng bình thường như được nghỉ lễ thôi. Mình ưu ái hơn mọi người, mình được nghỉ lâu hơn thôi. Mọi người không phải lo, cảm ơn mọi người đã hỏi thăm. Đỗ Khánh Vân cho biết triệu chứng của cô khá nhẹ, tuy nhiên cô vẫn bị hụt hơi khó khăn khi nói chuyện. Chia sẻ về tình hình sức khỏe, nữ diễn viên cởi mở nói: "Không biết các bạn F0 sẽ như thế nào, nhưng mà Vân F0 Vân cảm thấy Vân bị hụt hơi á. Khó ít thôi nhưng khi nói thì bị hụt hơi, khó thở, có sốt nhẹ theo cơn. Tức là kiểu vừa sốt được một tiếng thì vã mồ hôi, có lúc lạnh, sau đó không sốt nữa. Mọi người thèm ăn mà Vân không có bị thèm ăn. Có tức ngực, khó thở. Vân bị mất ngủ nguyên một đêm, cố gắng ngủ nhưng không thể ngủ. Mình cũng được cảnh báo về hậu Covid-19 rồi. Hậu Covid-19 mới đáng sợ. Hiện tại Khánh Vân đã giữ được tinh thần lạc quan, không ngại ngần đối diện với những lời ra tiếng vào của cộng đồng mạng. Khác giả mong đợi nữ diễn viên sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, mong chóng khỏi bệnh không bị những câu nói thiếu tích cực làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.